Bài viết có tựa đề Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một hồng y phi thường, bị giam 13 năm trong gông tù cộng sản. Người vóc dáng cao và cử chỉ đôn hậu đã làm rạng tỏa đức tin của mình ở Việt Nam và cả ở bên kia thế giới. Một quyển tiểu sử để vinh danh ngài. Đức Hồng Y Thuận xuất thân từ gia đình công giáo, nhà quan, rất yêu nước và nói tiếng Pháp, có đức tin sâu đậm. Từ khi còn nhỏ, song thân ngài đã dạy ngài cầu nguyện và tôn kính Đức Mẹ. Bà Anne Pernet viết, đó là một em bé có sức khỏe không được tốt, đạo hạnh sớm trước tuổi, mở ra với các bí ẩn của thế giới vô hình. Ngài nhạy cảm trước các chuyện xuẩn ngốc. Học sinh thông minh đó là ví dụ hoàn chỉnh của một nhân vật mạnh, thêm vào đó là ơn bẩm sinh và trí thông minh sắc bén, có năng lực đáng kể nhờ vào lợi thế trí nhớ phi thường. Năm 20 tuổi, ngài thoát được bệnh lao phổi một cách kỳ lạ, thụ phong linh mục năm 1958, lúc 30 tuổi, sau khi dự định sống đời sống chiêm nghiệm. Đức Hồng Y là người tế nhị, thanh cao, cả thể chất cũng như tinh thần, toát ra từ một nền giáo dục tinh tế mà ngài đã nhận được. Vui vẻ, ngài không để lộ ra bên ngoài các xáo trộn bên trong, dù thực tế là có. Ngài thường cầu nguyện với cảm nhận Chúa sẽ không nhận lời. Ngài có năng khiếu hài hước và một tài năng còn hiếm hoi hơn, đó là tài bắt chước mà ngài làm suốt đời, kể cả bắt chước Gioan Phaolô II. Được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Hoan Thiện, đường hướng giáo dục của ngài nổi bật qua phương pháp dịu dàng cảm hứng từ thánh Gioan Bosco, người đã thành công trong việc giáo dục thiếu nhi. Ngài cũng nổi tiếng qua tính đơn sơ của mình. Năm 1967, ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nha Trang. Trong bữa ăn đầu tiên mừng ngài, ngài đã làm mọi người ngạc nhiên khi tự phục vụ và vào bếp nói chuyện với các nữ tu, một chuyện ít thấy hồi đó. Chỉ là ngài chưa rửa chén, không mặn mà mấy với danh dự. Với bề ngoài, ngài từ chối căn hộ đẹp được cung cấp. Ngài ở một căn phòng nhỏ vừa dùng làm văn phòng. Ngài dửng dưng trước các chống đối. Sử gia Anne Pernet tóm tắt lời ngài nói: chúng ta phải sống tinh thần khó nghèo, giao giảng và sống những gì mình giảng phải đi đôi với nhau. Chúng ta đang ở thời điểm của đầu những năm 1970, Việt Nam bị kẹt giữa búa tạ cộng sản miền Bắc và áp lực Mỹ miền Nam. Năm 1973, quân đội Mỹ rút, mở chiến trường tự do cho quân đội của Đại tướng Giáp thôn tính miền Nam hai năm sau. Đức cha Thuận bị bắt không lâu sau đó. Ngài không chờ lâu. Dĩ nhiên, các bài viết rõ ràng và sáng suốt của ngài về cộng sản và về tam điểm đã không làm cho chế độ mới hài lòng. Không quan trọng với ngài, ngài tuyên bố: tôi sẽ là người tự đạo cho đức tin của tôi. Đó là vai trò bình thường của một giám mục. 13 năm tù bi thảm xác nhận cho lời tuyên bố của ngài.
Tôi không thú nhận điều gì vì tôi không có gì để thú nhận. Trong thời gian ngài bị giam, các tên canh tù làm hết cách để ngài thú nhận tội ác của mình. Họ hỏi cung ngài liên tục, biệt giam ngài, bắt ngài phải chịu đựng những điều sỉ nhục nhất, giam ngài trong xà liêm tăm tối hôi thối, không bao giờ có ánh sáng, bị nhiễm côn trùng, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì oi bức. Họ không khai thác được gì. Ngài trả lời với những người hành hạ ngài: tôi không thú nhận điều gì vì tôi không có gì để thú nhận. Một ngày nọ, ngài bị đau, ngài năn nỉ xin người canh gục gọi bác sĩ. Xin thương xót, anh gọi bác sĩ giùm cho tôi. Người canh ngục từ chối: ở đây không có thương xót, không có thương yêu gì, chỉ có trách nhiệm. Trong thời gian bị giam giữ, ngài xoay sở để có được cây thánh giá tạm bằng gỗ cột vào sợi dây điện. Một giám mục phải có cây thánh giá, đó là điều bắt buộc. Ngài đứng vững nhờ cầu nguyện và nhớ câu khẩu hiệu giám mục của mình: Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng. Khi ngài tiếp xúc với các tù nhân khác, một số là gián điệp, ngài thường an ủi họ và giảng tin mừng cho họ. Với những người canh giữ ngài, kể cả những người được lệnh không bao giờ được nói chuyện với ngài, ngài đã thành công nhờ tấm lòng nhân từ và tính hiền lành của mình. Ngài đã phá vỡ bức tường im lặng và thù địch của họ, và đã có nhiều người chấn động. Trong những giờ phút đen tối nhất, bị dằn vặt vì đau khổ, vì đói khát hay tuyệt vọng, ngài vẫn giữ nụ cười. Một người bạn hỏi bí mật này của ngài, ngài trả lời: thánh giá dường như nhẹ đối với người chân thành mang nó. Bị đưa từ trại này qua trại khác, các người có trách nhiệm không biết làm gì với ngài. Ngài khuyến khích hòa giải với những người cộng sản trước đây, tháo bỏ các vụ dứt phép thông công, giải tội cho các người bội giáo, tha tội cho họ sau khi họ trở lại. Chính phủ xem ngài là một tù nhân đặc biệt và rất nguy hiểm. Họ không lầm. Lợi dụng điều kiện giam giữ được nới lỏng, ngài xoay sở để có được cây thánh giá tạm bằng gỗ cột vào sợi dây điện. Với sự thẳng thắn quen thuộc của mình, ngài nói với người canh ngục: một giám mục phải có cây thánh giá, đó là điều bắt buộc. Ngài giấu thánh giá này trong cục xà bông. Thêm nữa, ngài còn lén lút dâng thánh lễ. Đồng thời, ngài viết các bài viết thiêng liêng trên mảnh giấy nhỏ và đem được ra ngoài. Từ đó có con đường hy vọng, người hành hương của con đường hy vọng. Con đường hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và cộng đồng Vatican II, và một tiểu luận về Maximilien Kolbe, được tự do. Ngài ngạc nhiên biết mình là nhà văn nổi tiếng, không những ở Việt Nam mà ở cả nước ngoài. Lòng can đảm của ngài được thể hiện qua tính khiêm nhường của ngài. Năm 1998, ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Sau đó được phong Hồng y năm 2001. Những năm cuối đời của ngài, ngài đi khắp thế giới để làm chứng
để giảng tĩnh tâm và diễn thuyết. Ngài còn viết quyển sách Năm Cái Bánh và Hai Con Cá. Ngài qua đời trong thánh thiện tại Roma vì căn bệnh ung thư. Ngài thắng tất cả nhưng chỉ thua căn bệnh này. Án phong chân phước của Ngài đã được mở ra năm 2007 và được phong bậc đáng kính năm 2017. Nhà báo Pierre Dacau, tùy viên báo Le Aurore tại Việt Nam năm 1972 nói: đó là người của Chúa và đó là một nhà lãnh đạo. Tất cả đã được nói. Bản dịch của Du Xe Nguyễn Tùng Lâm. Hôm nay xin phép hát gửi cho đến tất cả mọi người một bài thánh ca. Ca khúc có tựa đề Dấu Chân, một sáng tác của cha Thông Vi Vu.
qua bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa.